Linh mục Nguyễn Duy Tân đến bao giờ mới bị xử lý? Thời gian gần đây, Linh mục Nguyễn Duy Tân thường tham gia các buổi hội luận với các tổ chức phản động trong và ngoài nước về chủ đề tự do báo chí, tự do Internet và chống ngược đãi tra tấn mà số này gọi là tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Tại các buổi hội luận, Linh mục Nguyễn Duy Tân ra sức xuyên tạc về tình hình tự do báo chí, kêu gọi các tổ chức phản động giúp đỡ vì đến nay bản thân y đã bị nhiều lần bị mời gọi lên đồn công an về các hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự an toàn xã hội. Từ trước đến nay, Nguyễn Duy Tân liên tục có nhiều hành vi nhằm kích động những phần tử phản động, bất mãn với chế độ như Linh mục Nguyễn Đình Thục, Đảng Hữu Nam, tập hợp tạo dựng phe cánh, gây xung đột. Mặc dù đã được cơ quan chức năng mà trực tiếp là công an tỉnh Đồng Nai nhắc nhở xử phạt nhiều lần, song Linh mục Nguyễn Duy Tân vẫn chưa từ bỏ tư tưởng hận thù chế độ. Từng bước vận động giới chức Mỹ, liên tục cấu kết cùng các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước hòng chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bản chất con người của Linh mục Nguyễn Duy Tân có lẽ không bao giờ thay đổi. Bởi, khi vẫn còn núp bóng áo Chúa thì vẫn những tưởng sẽ được bảo vệ an lành, không ai, không chính quyền nào có thể động đến. Giống như các linh mục Đảng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Thái Hợp, thì chiếc áo Chúa vẫn là bình phong vững chắc nếu như chính quyền Việt Nam chưa kiên quyết xử lý. Có lẽ, đã đến lúc công an tỉnh Đồng Nai cần phải kiên quyết hơn nữa đối với Linh mục Nguyễn Duy Tân và coi đây là điểm để phá bỏ quan niệm chiếc áo Chúa. Không thể có đối tượng được miễn trừ trước pháp luật và càng không có chuyện pháp luật cả nề một cá nhân hay một tổ chức nào trong xã hội.